Hello anh em và chào mừng em đến quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Và đây là một chương trình cực kỳ là quan trọng thời điểm cuối năm 2024. Có lẽ là anh em cũng đã biết được rồi đúng không ạ? Đó chính là Black Friday. Cái thời điểm hiện tại ấy, nói thật, anh em nào bỏ lỡ những cái deal này thì đúng là quá tiếc luôn. Mình có hai thông tin cực kỳ là quan trọng muốn gửi tới cho anh em ở trong cái video này. Cái thông tin thứ nhất là trong khoảng một tuần vừa qua, chúng ta đã vừa mới nhận được một vài những thông tin leak về những sản phẩm CPU Intel Gen 15, CPU Intel của 2025 đấy. Thì nói thật là nó không có sự thay đổi cải thiện quá nhiều về hiệu năng, mà gần như là chỉ là cái sự thay tên đổi họ của những con Intel Gen 13 mà thôi. Chứ là tới thời điểm hiện tại thì những con laptop gaming nhá, trong phân khúc phổ thông trung cấp như thế này này, nó vẫn là những con laptop rất là đáng mua cho tới hết 2025 cơ. Và thông tin quan trọng thứ hai đấy chính là thời điểm này chúng ta lại đang có những cái deal nó quá ngon. Những cái sự giảm giá, những cái ưu đãi đi cùng thời điểm cuối năm cho chương trình Black Friday này là cực kỳ hấp dẫn. Vậy thì cụ thể ra sao thì video này mình sẽ cùng làm rõ hơn cho anh em, để anh em nào đang có nhu cầu lựa chọn mua laptop, muốn có một cái ưu đãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay luôn trong cái năm 2024 này, thì đừng bỏ qua cái video này nhá, chắc chắn là sẽ rất hữu ích cho anh em đấy. Bắt đầu thôi. Và sau đây thì mình xin cập nhật cho anh em thông tin về chương trình khuyến mãi Black Friday tại Laptop World, giảm giá trên toàn bộ các mẫu laptop có tại cửa hàng anh em nhá. Nhưng mà ở trong đây chúng ta sẽ có một vài những thông tin quan trọng cho những cái mẫu máy được ưu ái giảm giá đặc biệt anh em ạ, giảm giá cực kỳ nhiều. Vậy thì cụ thể ra sao thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu qua về chương trình Black Friday diễn ra tại Laptop World nha anh em. Thời gian diễn ra chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 11 cho tới hết ngày mùng 1 tháng 12 năm 2024. Tất cả anh em khi mà mua sắm các sản phẩm laptop bất kỳ tại cửa hàng Laptop World, bất kể là mua online hay mua offline, thì đều được áp dụng chương trình giảm giá cụ thể như sau. Giảm giá 2% trong 3 ngày đầu tiên là ngày 27, 28 và 29 tháng 11 cho tất cả sản phẩm laptop. Và 2 ngày tiếp theo là ngày 30 và ngày mùng 1 tháng 12, 30 tháng 11 và ngày mùng 1 tháng 12 sẽ được giảm giá là 1% cho tất cả sản phẩm laptop anh em ạ. Đây là lưu ý là cho tất cả sản phẩm laptop anh em nhá. Ngoài ra ấy, thì tại Laptop World chúng ta còn có những cái mẫu máy được giảm giá đặc biệt. Không phải là giảm giá 1% nữa anh em ạ, mà giảm giá rất nhiều. Cụ thể là những mẫu máy đó là gì? Ở đây thì chúng ta sẽ có 10 mã sẽ được giảm giá trong chương trình Black Friday sale đặc biệt này. Chúng ta sẽ cùng đi nhìn qua 10 mã máy để xem có gì đặc sắc anh em nhá. Và trước tiên ấy thì đường link của chương trình Black Friday này, thời gian diễn ra chương trình, tất cả thông tin về thể lệ chương trình cũng như là link sản phẩm chúng ta đang có sẵn ở phía bên dưới phần mô tả của video này rồi. Cho nên là anh em có thể nhấn ngay vào link bên dưới mô tả để cập nhật chi tiết nhất về thông tin chương trình khuyến mãi cũng như là thời gian diễn ra chương trình và những cái ưu đãi đi cùng. Ok. Và sau đây sẽ là 10 sản phẩm được giảm giá đặc biệt ở trong cái chương trình Black Friday này. Tuy nhiên thì 10 sản phẩm này với cái mức giá ưu đãi giảm giá mình sắp kể sau đây, nó sẽ chỉ áp dụng trong 3 ngày đầu tiên mà thôi, tức là ngày 27, 28 và 29 tháng 11 mà thôi anh em ạ. Còn sau đó 2 ngày tiếp theo là ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 thì nó sẽ trở về cái mức giảm giá là 1%. Cho nên là anh em nhớ chớp lấy cái thời cơ này, đặc biệt là các anh em game thủ hay là các bạn học sinh sinh viên muốn lựa chọn cho mình chiếc máy rất ngon, rất đáng mua của 2024 ấy, thì nhớ xem tới cuối. Ở đây có rất nhiều mẫu máy ngon đấy anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng đến ngay với cả mẫu máy đầu tiên nhá. Nhớ giúp mình là cái 10 sản phẩm này chỉ áp dụng trong 3 ngày đầu tiên thôi nhá, 27 cho tới 29 tháng 11. Ok. Con máy đầu tiên trong cái set này sẽ là con LG Gram Style 2023 phiên bản 16 inch có mã là 16Z90RS GAH54A5. Cho cái mức giá được sale tại Laptop World sẽ là 28.990.000, nhưng với chương trình Black Friday này chúng ta sẽ được giảm giá ngay là 1 triệu trong 3 ngày đầu tiên cho con máy này. Và lúc này sẽ chỉ còn là 27.990 mà thôi. Và sẽ áp dụng do duy nhất là 10 chiếc máy thôi anh em nhá, 10 chiếc LG Gram Style này mà thôi. Ok, và đấy là con máy đầu tiên. Cấu hình của nó là gì ạ? Core i5-1340P, RAM sẽ là 16, LD512, card Iris Graphics, màn 16 inch, phủ màu sẽ là 99% giải màu DCP3. Nói chung là một con màn rất xuất sắc. Cho anh em nào designer, cho anh em làm văn phòng mà thích một con máy với thiết kế ngoài thực sự là ngầu, thực sự là đẹp ấy, thì LG Gram Style chắc chắn sẽ không làm cho anh em thất vọng. Với thiết kế rất đẹp, với trọng lượng cực kỳ nhẹ, điều đó hơn 1,2kg cho một con máy 16 inch, thì anh em biết nó nhẹ cỡ nào đúng không ạ? Nó rất nhẹ anh em ạ. Ok, và đây là con máy đầu tiên. Nhớ nhá, chỉ có 10 chiếc được áp dụng cái mã giảm giá này mà thôi. Sang đến mẫu máy tiếp theo sẽ là một chiếc laptop cũng đến từ thương hiệu LG Gram. Nhưng ở đây là một chiếc laptop mỏng nhẹ có cạc rời, và em nó sẽ có cái mã là LG Gram 2023-16Z90R-EAH75A5. Con này thì sẽ có mức giá là 29.990, nhưng với chương trình Black Friday này cho 10 chiếc thôi, chúng ta sẽ được giảm ngay 1 triệu. Và lúc này chỉ còn là 28.990 mà thôi. Anh em biết cấu hình nó như nào không? Dã man phết anh em ạ. i7-1360P,
RAM 16, SSD 512 và card đồ họa RTX 3050 ở hoi luôn. Có cả card đồ họa rời mà anh ấy biết không? Một con máy 16 inch có card rời 3050 mà trọng lượng có hơn 1,3 kg. Thực sự là nó nhẹ hơn cả mấy con laptop 14 inch card tích hợp ấy anh em ạ. Cho nên là đây là một cái mức trọng lượng quá ấn tượng dành cho những anh em nào mà kiểu thi thoảng muốn chơi game một tí. Đấy, màn hình 144Hz 16 inch thì có thể cân đối ngay con máy này. Cũng là một sự lựa chọn siêu hợp lý cho anh em. Và quan trọng nhất là trọng lượng cực kỳ nhẹ, pin khá to nha. Đến pin hơn 90Wh, cực kỳ lớn anh em ạ. Và đấy là con máy thứ hai của chúng ta. Ở trong cái list này, nhớ là mỗi con sẽ chỉ được áp dụng cho 10 chiếc được áp dụng cái mã này thôi. Giảm giá 1 triệu này thôi anh em nhá. Con máy tiếp theo, con máy thứ ba, ok, sẽ là một con LG Gram Style 14 14Z90RS GAH54A5. Cái phiên bản này thì cấu hình tương tự so với cả phiên bản 16, nhưng mà kích thước của nó sẽ được thu gọn về là còn 14 inch và mức giá của nó thì cũng đã mềm hơn khá nhiều, 25990 sau khi trừ đi 1 triệu, bây giờ chỉ còn là 24990 mà thôi anh em ạ. Và đó là ba mã LG Gram mà chúng ta vừa đi qua. Thì đó là những cái chiếc laptop thiên hướng về đối tượng là sử dụng văn phòng cao cấp, thích sự mỏng nhẹ, thích sự bền bỉ, ổn định, màn hình sắc nét đẹp, pin trâu, rất nhiều những ưu điểm của dòng LG Gram bây giờ đang được trở về một cái mức giá là cực kỳ mềm, anh em có thể dễ dàng tiếp cận. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng qua tới một cái chiếc laptop gaming quốc dân của 2024. Đáng ra ấy, cái mức giá của nó đã là rất mềm rồi, nhưng mà với chương trình này chúng ta lại còn có cái mức giá nó mềm hơn nữa cơ. Và đó chính là chiếc Lenovo Lux 1515 ARP9 7HVN anh em ạ. Với con Lux 15 này thì mình đã làm đi làm lại rồi, nói đi nói lại rất nhiều lần rồi trên các video của Laptop World rồi. Cho nên là có thể anh em cũng đã nắm được cái mức giá của nó rồi, đúng không anh em? Mức giá của phiên bản này sẽ là 18990 cho một con 3050 6GB Ryzen 5 7235HS, RAM 12GB và SSD 512. 18990. Anh em đã thấy cái mức giá này nó là rất mềm cho một con 3050 6GB rồi đúng không? Nhưng với cái chương trình Black Friday này chúng ta được trừ thẳng 1 triệu. Tuy nhiên chỉ áp dụng cho 10 con thôi nha anh em, cho 10 con LOQ này mà thôi. Giảm thẳng 1 triệu nữa luôn. Và lúc này chúng ta chỉ còn có là 17990. Và ngay trước cái video này thì mình có một cái video nữa nói về cái việc là LOQ chính hãng thời gian này, phiên bản RAM 12GB anh em đang được ưu đãi mua kèm thêm một thanh RAM 12GB nữa. Chỉ còn có là 599.000 cho một thanh RAM 12GB. Anh em có nhớ cái video đó không? Thì bây giờ đây, anh em được áp dụng đồng thời cả chương trình đó luôn. Hấp dẫn chưa ạ? Tức là lúc này không những là chúng ta có một cái mức giá mềm hơn mà chúng ta còn được mua thêm cả RAM DDR5 12GB đi cùng một thanh RAM giống yệt như trên máy để nâng lên thành 24GB đùa channel. Mà cái mức giá của nó thì gần như là, giá RAM thì vẫn là rất ưu đãi, mà cái mức giá máy thì gần như là hủy diệt luôn. Không có một con 3050 6GB nào, chấp tất cả các thể loại luôn, 3050 6GB nào trong cái tầm giá hơn 17, chưa tới 18 triệu đồng mà còn được mua cùng thêm một thanh RAM DDR5 12GB nữa. Lên đùa channel nó dễ dàng là thế, giá chỉ bằng một thanh RAM 8GB. Nó hợp lý như thế mà anh em. Và đó là con máy mà khiến cho mình cảm thấy nó siêu hấp dẫn luôn trong chương trình Black Friday này anh em ạ. Con máy thứ tư của chúng ta trong cái video này anh em nhá. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cái mẫu máy khác nữa mà mình sẽ liệt kê sau đây, chúng ta còn tận là 6 mẫu máy nữa cơ anh em ạ. Bây giờ mình sẽ cùng qua từ mẫu máy thứ 5 anh em nhá. Con máy thứ 5 sẽ là một con Asus ExpertBook B1 B1402 CVA 177W anh em ạ. Con này sẽ có mức giá là 15890, nhưng mà tất nhiên rồi, đây sẽ là một con máy để giảm giá đặc biệt, cho nên chúng ta sẽ trừ ngay 1 triệu và còn là 14890 mà thôi. Cho cái combo cấu hình sẽ là một con i7 Gen 13 135U, RAM sẵn là 16GB nâng cấp được SSD 512. Đối với cái dòng Asus Expert này thì nó rất phù hợp cho những bạn học sinh sinh viên rồi, hay là những bạn làm văn phòng cũng cực kỳ là phù hợp, bởi vì vốn cái đối tượng của nó là hướng tới đối tượng làm văn phòng cơ, những đối tượng doanh nghiệp cơ. Nhưng bây giờ đây các bạn học sinh sinh viên rất thích những mẫu máy expert kiểu như thế này, bởi vì là thứ nhất giá dễ dàng tiếp cận, thứ hai độ bền cao, thứ ba cấu hình mạnh. Cấu hình của nó bây giờ cho nhu cầu văn phòng là quá mạnh mẽ luôn, và đặc biệt là những bạn sinh viên hầu hết các ngành nghề hiện tại, trừ những ngành yêu cầu hiệu năng quá cao như kiểu là những bạn liên quan đến kỹ thuật này, rồi là những bạn kiến trúc này, hay là đồ họa này. Đấy, thì chúng ta mới cần kiểu hiệu năng quá khủng khiếp, cạc rời cái thứ thôi. Còn với một con i7, tới thời điểm hiện tại thì 2024 hay là cho tới 2025, chúng ta vẫn sẽ bắt gặp những con CPU ở trên laptop văn phòng trong cái mức giá cao hơn mà hiệu năng không bằng của một con i7-1355U của 2023. Đấy mới là cái lợi thế anh em ạ. Ok, và mức giá bây giờ dễ dàng tiếp cận chưa? Chưa tới 15 triệu cho một con i7 Gen 13. Và chúng ta cùng sang tới mẫu máy tiếp theo nằm trong vị trí thứ 6 của chúng ta ở trong cái list này, sẽ là một chiếc laptop đến từ thương hiệu HP, đấy chính là chiếc HP Pavilion 15 TEG 300. Chúng ta sẽ có hai phiên bản cơ.
Phiên bản thứ nhất này chúng ta sẽ có cấu hình sẽ là i7-1355U, RAM sẽ là 16GB và SSD sẽ là 1T, màn hình 15.6 inch không cảm ứng. Trong cái mức giá của nó sẽ là 17.490, nhưng bây giờ đây thì chúng ta cũng đã được đang ở một mức giá mềm hơn rất nhiều với chương trình Black Friday này, chỉ còn là 16.490 thôi anh em nhá. Và con máy này thậm chí còn có cho chúng ta cả khả năng nâng cấp RAM nữa cơ. Rất là đỉnh đúng không nào anh em? Và đó là HP Pavilion 15T EG300, nhưng mà còn một phiên bản nữa ở cái vị trí thứ 7. Chiếc laptop thứ 7 của chúng ta trong cái list này sẽ là một chiếc HP Pavilion 15T EG300, cũng sở hữu i7-1355U, nhưng bây giờ anh em có hẳn RAM 32GB, SSD 1T, rồi là card Iris Xe Graphics, màn 15.6 inch còn có cả cảm ứng nữa cơ anh em ạ. Trong mức giá thì nó cao hơn cái con trước đó một củ, cao hơn một củ, nhưng mà chúng ta có thêm nào là RAM 32, nào là màn cảm ứng hấp dẫn đấy chứ. Thôi anh em, mức giá của nó sẽ là 18.490, nhưng bây giờ trừ đi 1 triệu và chỉ còn là 17.490 mà thôi anh em ạ. Còn trước đó thì còn 16.490, còn bây giờ thì là 17.490. Làm gì có con máy 32GB RAM nào giá 17.490, lại còn i7, lại còn màn cảm ứng. Đúng là hiếm khó đúng không anh em? Cho nên là hấp dẫn đấy anh em ạ. Nói chung là kèo này ngon đấy cho các bạn học sinh sinh viên, là bây giờ mức giá nó quá mềm rồi. Đó, chúng ta sẽ cùng sang tới mẫu máy tiếp theo. Sẽ là một mẫu máy được rất nhiều anh em quan tâm. Mẫu máy thứ 8 của chúng ta ở trong cái video này. Mình vừa mới lên video ngày hôm kia thôi, nhưng mà rất nhiều anh em, phải đến hơn 60.000 anh em ở bên kênh TikTok và hơn 2.000 anh em bên YouTube đó, ấn vào xem video cũng như là thảo luận comment rất là rôm rả yêu thích chiếc máy đó. Đấy chính là một chiếc PC All-in-One đến từ thương hiệu Lenovo, anh em biết rồi đúng không? Đấy chính là chiếc Lenovo Idea Center All-in-One 24 IRH9. Cái phiên bản này thì sẽ có cho anh em cấu hình là i5-13420H, phiên bản RAM 16GB, SSD 512, màn 100Hz đấy, có sạc không dây ở dưới đế đấy. Ok, cái phiên bản này có sạc không dây ở chân đế. Mức giá là 16.990, nhưng bây giờ đây trừ thẳng 1 triệu luôn và chỉ còn 15.990 mà thôi. Trời ơi, 15.990. Nói thật với anh em ấy, là cái con máy đấy mức giá 16.9 là rất nhiều anh em hưởng ứng rồi. Rất nhiều anh em hỏi là đặt mua kiểu gì, mua ở đâu, em muốn mua. Rất nhiều anh em hưởng ứng rồi. Nhưng mà bây giờ đây thì lại còn trừ tiếp 1 triệu nữa thì không biết là một cái làn sóng nổi lên cho cái dòng PC All-in-One này nó còn mãnh liệt tới cỡ nào nữa. Đúng không anh em? Thực sự với cái mức giá này thì đúng là hủy diệt cho cái con PC này. Và rất khó để chúng ta có thể lựa chọn được một con máy với thiết kế đẹp, màn hình 23,8 inch, sắp xỉ 100% sRGB, lại còn 100Hz nữa. Với Valorant trên 140-150fps, rồi LOL cũng thế, đều là max setting hết nhá. Valorant max setting 120-150fps anh em ạ. Thực sự là rất đã. Với màn 100Hz thì trên 100fps thôi là rất sướng rồi. Thì đó, để max setting đấy chứ. Mức giá bây giờ rất hủy diệt anh em nhé, chỉ còn là 15.990 mà thôi. Tuy nhiên ấy, thì chỉ áp dụng cho 10 chiếc cho anh em nào nhanh tay nhất thôi anh em nhé. Và bắt đầu từ ngày 27 cho tới hết ngày 29 mà thôi. Cho nên anh em phải nhanh tay lên trước cái thời cơ này nhá. Không là khó đấy anh em ạ. Con máy tiếp theo sẽ là một con máy xứng đáng là Laptop Creator of the Year. Đó. Con máy này sẽ là con Lenovo IdeaPad Pro 5, có mã là 59VN anh em nhé. Sở hữu cấu hình Intel Core Ultra 7 155H, RAM 16 và card RTX 4050, màn 16 inch 2K 120Hz OLED luôn, phủ màu 100% D73 luôn. Con máy thì được phân phối độc quyền tại Laptop World trong một hàng chính hãng, bảo hành 2 năm Premium Care. Chúng ta sẽ có mức giá là 32.990, nhưng với chương trình này chắc chắn rồi, trừ tiếp 1 triệu và bây giờ chỉ còn là 31.990 mà thôi. Và chỉ áp dụng cho 10 chiếc thôi anh em nhé. Một con máy build quality ngon, tản nhiệt mạnh, nhưng mà trong một cái thiết kế rất là văn phòng, tần số quét màn hình cao nữa, thì đặc biệt là anh em nào có nhu cầu kiểu quẩy tất cả thể loại game, làm những cái tác vụ liên quan đồ họa, thì là một con máy rất nên cân nhắc anh em ạ. Và đó là con máy thứ 9 rồi. Chúng ta sẽ còn một mã máy nữa. Mã máy cuối cùng này cũng sẽ là một cái sự bùng nổ anh em ạ. Lý do tại sao? Bởi vì mình đã từng làm video liệt kê cho anh em đâu là con CPU đáng mua nhất của 2024 đúng không? Đây chính là con Ryzen 7 8845HS ấy. Và con máy này là một con máy sở hữu con CPU đó. Nhưng mà mức giá của nó anh em biết không? Nó siêu mềm luôn, nó rẻ chỉ bằng một con i5 Gen 12 thôi ý. Cụ thể nó là con máy nào nhỉ? Đây chính là con Lenovo IdeaPad Slim 5 14 inch có mã là 3BVN anh em ạ. Sở hữu Ryzen 7 8845HS, thậm chí là chơi cả vào những con game AAA, thậm chí là chơi cả vào những con game FPS mượt phà phà luôn mà nhiệt độ siêu mát. RAM sẵn 16GB SSD 512 và card Radeon 780M. Màn 14 inch OLED 100% D73 luôn nha anh em. Với cái cấu hình đó thì cái mức giá ban đầu của nó sẽ là 27.90. Nhưng mà chắc chắn rồi, trừ 1 triệu và lúc này chúng ta chỉ còn là 19.790 thôi anh em ạ. Áp dụng cho 10 con cho anh em nào nhanh nhất thôi. Và sẽ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn là 3 ngày, cho nên là mình nghĩ rằng anh em sẽ phải nhanh tay lên
nhanh tay lên đi không là không kịp đâu, bởi vì trong này có rất nhiều những mẫu máy ngon, những con LOQ, những con 3BVN Ideapad Slim 5 hay là những con Idea Center All-in-One, bây giờ giá nó quá hấp dẫn luôn, số lượng nó rất là có hạn nha anh em nhá. Và ngoài ra chúng ta sẽ còn một vài những cái lưu ý nữa cho chương trình Black Friday này. Vừa xong thì mình đã vừa đi qua là tổng hợp 10 mã máy đang được áp dụng cái chương trình ưu đãi này rồi, và những cái cấu hình, những cái mức giá ưu đãi, những cái ưu điểm của những sản phẩm đó rồi, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ cùng đi qua nốt một vài những cái lưu ý nữa của chương trình này. Lưu ý đầu tiên thì chương trình áp dụng cho tất cả những mẫu máy, bao gồm trong đó là cả những mẫu laptop đến từ Apple, MacBook hay là những cái mẫu Surface đến từ Microsoft. Ngoài ra nữa thì áp dụng cho cả hình thức mua hàng online và offline, mình đã nói ngay từ đầu video rồi đúng không? Bất kể anh em nào ở tỉnh, anh em không có thể đến trực tiếp để mua hàng được thì anh em có thể đặt mua online. Apple cũng sẽ hỗ trợ tận nơi cho anh em giao hàng COD toàn quốc luôn anh em ạ. Ngoài ra có một cái lưu ý khá quan trọng nữa, đấy chính là chương trình giảm 1-2% áp dụng cho cả những cái sản phẩm đang chạy ở trong chương trình giờ vàng giá sốc. Trong chương trình giờ vàng giá sốc ấy là đang được áp dụng chương trình ưu đãi khuyến mãi rồi, nhưng mà với chương trình Black Friday này bỏ qua cái đấy đi. Chúng ta vẫn sẽ được áp dụng đồng thời cả cái đấy rồi. Bây giờ giảm tiếp thêm 1-2% nữa, và những cái mẫu máy trong cái list giờ vàng giá sốc đó bây giờ nó còn sốc hơn nữa cơ anh em ạ. Đó, thì tất cả những cái link sản phẩm mà mình nhắc ở trong video này, hay là tất cả những cái link sản phẩm được áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt, mình đang có sẵn ở phía bên dưới phần mô tả của video rồi. Anh em có thể nhấn ngay vào cái link chương trình ưu đãi Black Friday mình để ngay phía bên dưới này, đã có link tổng hợp hết tất cả mọi thứ cho anh em ở trong đó rồi. Anh em chỉ cần nhấn vào link thôi là đã ra ngay vấn đề luôn anh em nhá. Và đây đều là những mẫu máy được tổng hợp chọn lọc về những cái sự yêu thích của anh em, về những mẫu laptop từ gaming cho tới văn phòng, cao cấp cho tới giá rẻ, mọi thứ đều đang được chương trình khuyến mãi, là cực kỳ hấp dẫn. Vậy thì còn chờ đợi cái gì nữa hả anh em? Nhanh tay lên nhá. Thời gian diễn ra chương trình thì bắt đầu trong diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 27 đến hết ngày mùng 1 tháng 12 2024. Nhưng mà với chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho 10 chiếc mình vừa liệt kê ấy, chỉ diễn ra trong 3 ngày mà thôi, 3 ngày đầu tiên mà thôi. Và chương trình giảm giá 2% cho tất cả mẫu máy tại Laptop World ấy, cũng sẽ chỉ diễn ra trong 3 ngày đầu tiên mà thôi. Cho nên bắt buộc anh em sẽ phải nhanh tay lên, không là số lượng sẽ cực kỳ là có hạn đấy anh em ạ. Rồi bây giờ thì rất cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ Laptop World. Hy vọng là với chương trình Black Friday cuối năm này, cộng với đó nữa là những cái combo cấu hình cực kỳ ưu đãi hấp dẫn, thì sẽ giúp cho anh em phần nào đó lựa chọn cho mình một mẫu laptop cực kỳ phù hợp để đáp ứng cho nhu cầu bản thân mình. Ok, chúc anh em lựa chọn một mẫu laptop ưng ý. Còn bây giờ thì rất cảm ơn anh em theo dõi video, nhớ ủng hộ Laptop World một like nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.